Nhận khi mà cái chạy xe này như thế nào, về tốc độ như thế nào anh? Xe này chạy khi mà lên ga là nó giọt, khi lên ga là nó giọt. Xe này rất ngon, chạy rất êm, mạnh, không có lắc. Khi mà anh chạy một Thả tay vậy một nó có tay bị là rung lắc không anh? không, một tay bình thường. À, vậy mà nhiều người trên mạng nó lại bảo là chạy rung lắc cái cổ, thì bây giờ là mình anh test là nó không chạy một tay là vẫn êm đúng không? Đúng rồi. À, xin chào các bạn, hôm nay là mình sẽ test thử cái vận tốc của xe đạp điện Retform thay 1, hay còn gọi là đua nét thay 1 ha, để xem tốc độ nó là bao nhiêu và chạy có rung lắc hay không. Thì bây giờ mình sẽ test nha. À, bây giờ mình chạy nha. Mà Bắt đầu lắp. đó, mình đã bỏ một tay ra luôn. À, mình bỏ một tay ra chạy để test coi 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 nó có bị rung lắc cái cổ không. À, thì kết quả là dù bỏ một tay ra chạy nhưng xe vẫn không bị rung lắc nha. Giống như một số video clip ở trên mạng nói là tay lái của Duenes thay 1 bị rung lắc như vậy, thì đó là điều đó là không hoàn toàn sự đúng sự thật nhé. Nhận khi mà cái chạy xe này như thế nào, về tốc độ như thế nào anh? Xe này chạy khi mà lên ga là nó giọt, khi lên ga là nó giọt. Xe này rất ngon, chạy rất êm, mạnh, không có lắc. Khi mà anh chạy một Thả tay vậy một nó có tay bị là rung lắc không anh? không, một tay bình thường. À, vậy mà nhiều người trên mạng nó lại bảo là chạy rung lắc cái cổ, thì bây giờ là mình anh test là nó không chạy một tay là vẫn êm đúng không? Đúng rồi. À, về cái đồng hồ báo pin thì em thấy đâu có lỗi gì đâu về vấn đề pin. Đây đây là đang là empty nè, đây là full Pin. nè, đây nè, lỗi mình không thấy bất cứ một cái lỗi nào hết đó. À, cũng cũng đâu có thấy giống như ở trên mạng hay nói về cái lỗi gì đâu. Xe này là mình đã mở tốc là chạy rất là nhanh, chứ không phải Nhanh là như ở trên mạng bảo là chạy rất là chậm. Chậm thì là do mấy bạn, do anh là chưa mở tốc hay là vấn đề gì đó là mình không biết, nhưng mà mình test cái xe này thực tế là rất là nhanh và xe này mạnh. chạy tốc độ, nếu mà xe máy chạy tốc độ khoảng 40 km thằng này cũng phải là vượt theo đủ thì Ok xe này rất ok nhanh. ok